Thưa quý vị và các bạn, khi ảnh hưởng của bão số 3 gây ngập úng trong nội đồng đã cơ bản được khắc phục, thì từ đêm qua và ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lại có mưa lớn diện rộng, nhiều diện tích lúa cây ăn quả lại bị ngập úng cục bộ. Các trạm bơm và người dân tiếp tục phải triển khai biện pháp chống úng. Gia đình ông Hoàn có 4 sào vải trứng. Ảnh hưởng của bão số 3 khiến tất cả các diện tích trồng vải bị ngập sâu. Ông phải khoanh vùng, dùng 2 máy bơm để tiêu nước. Khi việc tiêu úng cho vải trứng đã cơ bản, thì trận mưa lớn trên 100mm ở huyện Phù Cử đêm 21 ngày 22 làm các diện tích vải trứng ngập úng trở lại. Đợt trước tôi bơm 2 máy và chạy liên tục mấy ngày rồi mới cạn được, mới dừng được khoảng chiều hôm qua. Thì bắt đầu là đêm lại mưa, lại bơm tiếp từ đêm qua rồi. Nếu không bơm thì chả nó ngập hết. Cái vải này mà để lâu thì rất nguy hiểm, chết ngay. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Phù Cử đã huy động 17 trạm bơm để tiêu úng cho lúa, cây ăn quả do ảnh hưởng của mưa lớn. Thời gian qua, các trạm bơm Ba Đông, Minh Tân đã liên tục hoạt động. Trong đó, trạm bơm Ba Đông 2 đã phải cơi nới bể xả để tiêu nước ra hệ thống Bắc Hưng Hải. Những ngày qua, huyện Tiên Lữ tiêu thoát nước cho trên 3.000 hecta lúa bị úng. Tuy vậy, với lượng mưa trên 120mm này đã làm nhiều diện tích lúa bị ngập trở lại. Toàn huyện huy động 6 trạm bơm, trong đó có các trạm bơm lớn như Mai Xá, Triều Dương vào hoạt động. Chúng tôi đã gặt tháo ở trong đồng, đã là cơ bản bà con có những chỗ đã máy gặt đã xuống gặt được rồi. Nhưng mà vì trận mưa tối hôm qua mà sáng nay nó mưa to quá, chúng tôi lại tiếp tục gặt tháo với chạy với 100% cơ số máy để gặt tháo. Thành phố Hưng Yên có lượng mưa lớn nhất với trên 130mm, làm cho nhiều tuyến phố bị ngập, gây ảnh hưởng cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngay từ sáng sớm, các trạm bơm Bảo Khê, An Vũ, Cửa Gàn, Tân Hưng, Hồng Nam đã vận hành. Tuy vậy, do lượng mưa lớn, hệ thống hố ga, cống thoát bị lá cây, rác gây ách tắc nên việc tiêu thoát nước gặp khó khăn. Nước mưa nó trong thành phố nó ra rất nhiều. Về hiện tại giờ chúng tôi là đang ở mức nước là phía trong bể là 2,5 m. Chúng tôi đang hoạt động là hết công suất là 8 tổ máy. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có trên 60 trạm bơm đang hoạt động để tiêu úng. Cùng với mưa lớn, 12 giờ trưa ngày 22 tháng 9, Thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy thứ hai. Vì vậy, các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng tránh nước dâng, bảo đảm an toàn về người, tài sản.